90% thành công của một người nằm ở kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ. Bạn muốn biết cách tự tin giao tiếp với sếp, bạn muốn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, bạn cần giao tiếp tốt với khách hàng hay bạn muốn giải quyết dễ dàng các xung đột tại công ty. Nhưng phải làm thế nào để trở thành bậc thầy giao tiếp nơi công sở? Câu trả lời sẽ nằm ở khóa học Kỹ năng giao tiếp và ứng xử nơi công sở của giảng viên Bùi Quang Dương. Vâng, xin chào bạn, là tôi Dương đây và rất vui khi được chào mừng các bạn đến với khóa học về nghệ thuật giao tiếp ứng xử. Trong cái chương này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn rất nhiều những cái công thức, rất nhiều cái bí quyết để giúp bạn có thể là thấu hiểu được người khác, giao tiếp một cách hiệu quả hơn đối với mọi người xung quanh. Đặc biệt khóa học này sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều mối quan hệ, giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ chất lượng xung quanh chúng ta. Và tốt hơn nữa, đặc biệt những bạn nào đang làm kinh doanh, các bạn đang làm trong môi trường công sở thì cái việc giao tiếp với đồng đội, giao tiếp với đồng nghiệp hay giao tiếp với sếp, nhân viên là những cái yếu tố vô cùng quan trọng. Giống như một cái doanh nhân đã từng chia sẻ, đó là một cái nhà diễn thuyết và chính trị gia người Mỹ, thì có nói rằng đó là cái kỹ năng giao tiếp là một công cụ quan trọng trong cái hành trình theo đuổi mục tiêu, dù là gia đình, đồng nghiệp hay là khách hàng của bạn. Các bạn hãy nhớ, cách thức chúng ta giao tiếp với người khác và với chính bản thân mình thì xét cho cùng cũng là nhân tố quyết định đến chất lượng cuộc sống của mỗi người. Đây là một câu nói nổi tiếng của diễn giả hàng đầu thế giới Anthony Robbins. Nào, vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng khám phá với những bài học của khóa học này. Lợi ích khi học online trên Unica: học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.